Thiện hiện nên biết trong đầy tánh nhãn xúc cho đến tánh ý xúc bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh nhãn xúc cho đến tánh ý xúc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến tánh các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh địa giới cho đến tánh thức giới bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh địa giới cho đến tánh thức giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh nhân duyên cho đến tánh tăng thượng duyên bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh nhân duyên cho đến tánh tăng thượng duyên chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh vô minh cho đến tánh lão tử bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh vô minh cho đến tánh lão tử chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh cảnh mộng cho đến tánh của các việc biến hóa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh cảnh mộng cho đến tánh của các việc biến hóa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh bố thí ba la mật đa cho đến tánh bát nhã ba la mật đa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bố thí ba la mật đa cho đến tánh bát nhã ba la mật đa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh pháp nội không cho đến tánh pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh pháp nội không cho đến tánh pháp vô tính tự tính không chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh thánh đế khổ tập diệt đạo bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh thánh đế khổ tập diệt đạo chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh bốn niệm trụ cho đến tánh tám chi thánh đạo bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bốn niệm trụ cho đến tánh tám chi thánh đạo chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh tám giải thoát chín định thứ đệ bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh tám giải thoát chín định thứ đệ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh tịnh quán địa cho đến tánh Như Lai địa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh tịnh quán địa cho đến tánh Như Lai địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh cực hỷ địa cho đến tánh pháp vân địa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh cực hỷ địa cho đến tánh pháp vân địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết trong đầy tánh tất cả pháp môn đà la ni, pháp môn tam ma địa bất khả đắc, nên nói bất khả đắc.
Vì sao? Vì tánh tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh năm loại mắc, sáu phép thần thông bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh năm loại mắt, sáu phép thần thông, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh 10 lực Như Lai cho đến tánh 18 pháp Phật bất cộng, bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh 10 lực Như Lai cho đến tánh 18 pháp Phật bất cộng, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh bậc dự lưu mà lại sanh ác thú, cho đến tánh Như Lai lại có sanh thân đời sau bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bậc dự lưu mà lại sanh ác thú, cho đến tánh Như Lai lại có sanh thân đời sau, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh của bậc dự lưu hướng dự lưu quả, Nhất Lai hướng Nhất Lai quả, bất hoàn hướng bất hoàn quả, A La Hán hướng A La Hán quả, độc giác hướng độc giác quả, tất cả hạnh đại Bồ Tát, quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của các bậc dự lưu hướng cho đến tánh quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề của chư Phật chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh của bậc dự lưu cho đến tánh của Như Lai bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh bậc dự lưu cho đến tánh của Như Lai chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh danh tự giả tưởng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh danh tự giả tưởng thiết lập ngôn ngữ thuyết giảng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tác vô vi bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh vô sanh vô diệt, vô nhiễm vô tịnh, vô tác vô vi chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh giai đoạn đầu giữa sau bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh của giai đoạn đầu giữa sau chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh của hoặc qua hoặc lại, hoặc đi hoặc đứng bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh hoặc qua hoặc lại, hoặc đi hoặc đứng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh hoặc chết hoặc sống hoặc tăng hoặc giảm bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh hoặc chết hoặc sống hoặc tăng hoặc giảm chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết, trong đầy tánh trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì tánh trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Lại nữa, thiện hiện sắc cho đến thức trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc cho đến thức chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh.
Thiện hiện nên biết nhãn xứ cho đến ý xứ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đầy nhãn xứ cho đến ý xứ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết sắc xứ cho đến pháp xứ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc xứ cho đến pháp xứ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết nhãn giới cho đến ý giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn giới cho đến ý giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết sắc giới cho đến pháp giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây sắc giới cho đến pháp giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết nhãn thức giới cho đến ý thức giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn thức giới cho đến ý thức giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết nhãn xúc cho đến ý xúc trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhãn xúc cho đến ý xúc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra, cho đến các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết địa giới cho đến thức giới trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây địa giới cho đến thức giới chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết nhân duyên cho đến tăng thượng duyên trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây nhân duyên cho đến tăng thượng duyên chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết vô minh cho đến lão tử trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây vô minh cho đến lão tử chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc vì hoàn toàn thanh tịnh. Thiện hiện nên biết
8. Giải thoát chính định thứ đệ trong pháp nội không, cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây 8 giải thoát chính định thứ đệ chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết tịnh quán địa cho đến Như Lai địa, trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây tịnh quán địa cho đến Như Lai địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh hiện hiện, nên biết cực hỷ địa cho đến pháp phân địa, trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây cực hỷ địa cho đến pháp phân địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa, trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây tất cả pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma địa chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết nằm lại mắt 6 phép thần thông trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây năm lại mắt 6 phép thần thông chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây 10 lực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây pháp không quên mất, tánh luôn luôn xả, chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết bậc dự lưu hướng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây bậc dự lưu hướng cho đến quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề của chư Phật chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh thiện hiện, nên biết trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không bất khả đắc, nên nói bất khả đắc. Vì sao? Vì trong đây trang nghiêm thanh tịnh cõi Phật thành thục hữu tình chẳng phải đã có thể đắc, chẳng phải sẽ có thể đắc, chẳng phải hiện tại có thể đắc, vì hoàn toàn thanh tịnh. Như vậy thiện hiện, các đại bồ tát khi thực hành bát nhã ba la mật đa, tuy quán các pháp đều vô sở hữu, đều bất khả đắc, hoàn toàn thanh tịnh, cho nên không có người đại thừa xuất trụ. Nhưng dùng vô sở đắc làm phương tiện để đại thừa từ trong ba đường sanh tử đến an trụ nơi trí nhất thiết trí suốt đời vị lai, làm lợi ích an lạc cho loài hữu tình không đoạn không tận. Hết quyển thứ 492.